Trong 2 ngày 16 17 tháng 5, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thủy Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có đại diện mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Đồng chí Bùi Văn Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Về phía huyện có đồng chí Phạm Văn Thép, thành ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thành Lung, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo mặt trận qua các thời kỳ và 181 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện. Tại đại hội, đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã tặng đại hội lãng hoa tươi thắm chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp. Dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thủy Nguyên, Thường trực huyện ủy cũng đã trao tặng mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thủy Nguyên bức chướng với dòng chữ: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Thủy Nguyên trở thành đô thị hiện đại, văn minh. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của huyện và các tổ chức thành viên chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở với những giải pháp mang tính thực tiễn, sát với tình hình nhiệm vụ của từng địa phương. Mỗi hoạt động hay mỗi phong trào của mặt trận đều khơi dậy tinh thần đoàn kết với sự quyết tâm cao nhất, tham gia tích cực cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên các lĩnh vực Mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên luôn đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và coi đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Những cán bộ làm công tác mặt trận và đoàn viên, hội viên đều thấm nhuần tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, tận tâm tận lực trong xây dựng phong trào ở cơ sở. Từ đó đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân luôn phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Mặt trận từ huyện tới cơ sở cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được tăng cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được củng cố, mở rộng. Công tác tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được đẩy mạnh, đạt kết quả cao. Việc thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân được phát huy công tác giám sát và phản biện xã hội tham gia phòng chống tham nhũng lãng phí tham gia xây dựng đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh được tăng cường nhiệm vụ củng cố tổ chức đổi mới nội dung phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam được quan tâm thực hiện nghiêm túc đạt hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 16 luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội mặt trận huyện nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. Trong 5 năm qua, mặt trận Tổ quốc đã tham mưu thành lập và duy trì thực hiện có hiệu quả 35 mô hình vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 35 xã trong đó gồm 15 mô hình vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, 20 mô hình vận động nhân dân hiến đất, tháo rỡ công trình, vật kiến trúc, xây dựng giao thông, đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Mặt trận Tổ quốc đã vận động nhân dân ủng hộ trên 10 tỷ đồng, gần 18.000 hộ tháo rỡ công trình, vật kiến trúc bàn giao mặt bằng, hiến trên 254.000 m2 đất và hàng chục nghìn ngày công. Đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã công nhận 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 15 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện được Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2020. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong toàn huyện đã chủ trì, phối hợp tổ chức các cuộc vận động, các nguồn lực xã hội đạt trên 10 tỷ đồng để thực hiện có hiệu quả công tác cứu trợ, nhân đạo, từ thiện tiếp nhận, phối hợp vận động, trao tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên 32.000 xuất quà, trị giá trên 17 tỷ đồng. Tiếp nhận và vận động hỗ trợ xây, sửa trên 400 nhà đại đoàn kết, vận động trên 20.000 hộ, bàn giao mặt bằng với tổng diện tích trên 620 ha để thực hiện xây dựng 107 công trình, dự án trên địa bàn huyện góp phần hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao xây dựng các dự án trọng điểm của thành phố và huyện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đánh giá xếp loại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện là đơn vị có phong trào thi đua tốt đầu thành phố. Nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Năm 2022, nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Năm 2023, nhận bằng khen Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Ngoài ra đã có nhiều tập thể cá nhân được xét biểu dương, khen thưởng. Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời đề ra các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và đồng chí phạm văn thép thành ủy viên bí thư huyện ủy đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả nổi bật của mặt trận tổ quốc các cấp trong huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua các đồng chí nhấn mạnh mặt trận tổ quốc huyện và cơ sở đã thực sự là cầu nối gắn kết vững chắc giữa cấp ủy đảng chính quyền với nhân dân góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và thành tích chung của đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện thủy nguyên các đồng chí đề nghị mặt trận tổ quốc từ huyện tới cơ sở tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống tổ chức trong việc tiếp tục củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân ngay từ cơ sở tăng cường sự đồng thuận xã hội khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước ý chí tự cường đa dạng hóa các hình thức tập hợp làm tốt hơn nữa công tác động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua các cuộc vận động thực hiện và phát huy tốt quy chế dân chủ nhất là dân chủ cơ sở tích cực tham gia xây dựng đảng xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch vững mạnh thường xuyên củng cố kiện toàn bộ máy chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp mặt trận tổ quốc các cấp của huyện cần phát huy vai trò huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để chung tay góp phần xây dựng huyện phát triển nhanh bền vững trở thành đô thị văn minh hiện đại trong thời gian sớm nhất Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thủy Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2024-2029 đã hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 51 đồng chí. Trong phiên họp thứ nhất, đã hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Bùi Văn Hậu tiếp tục tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng gồm 18 đồng chí. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân. Ủy ban Nhân dân huyện khen thường 7 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tặng hoa các đồng chí ủy viên thôi không tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2024-2029.